Chỉ còn ít ngày nữa là học sinh trung học phổ thông sẽ bước vào năm học mới 2020-2021. Nhằm đảm bảo an toàn cho công tác giảng dạy và học tập, ngay từ sớm, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi. Trường lớp luôn sạch sẽ, ngay cả trong dịp nghỉ hè. Để thực hiện công tác phòng chống dịch cho năm học mới, trường trung học cơ sở Tân Lâm đã chuẩn bị 30 chai nước dung dịch rửa tay sát khuẩn, 4 máy đo thân nhiệt. Sáng nay, cán bộ y tế xã đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên nhà trường. Chúng tôi là trong dự kiến là vào khai giảng năm học mới, là khi học sinh bắt đầu vào học là chúng tôi sẽ cử cán bộ nhân viên y tế khoảng sáng để đo thân nhiệt. Vì là mình đã có kinh nghiệm trong cái đợt 1, cho nên là mọi cái cơ sở vật chất, cho nên là cho đến cả cái phương tiện, rồi là cái tinh thần của cán bộ quản viên thì cơ bản là chủ động được, cho nên là thuận lợi hơn rất là nhiều trong cái dịp đợt trước. Hà Tĩnh có 655 cơ sở giáo dục phổ thông. Ngay từ giữa tháng 8, các trường đã tiến hành vệ sinh trường lớp, tu bổ hệ thống vòi rửa tay, chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Mầm non như anh biết đó là một bậc học rất là đặc thù, cho nên công tác phòng dịch thì chúng tôi lại càng chú trọng hơn, rất là cẩn thận, cầu kỳ. Và đối với trẻ mầm non, nó là chất tự lập được, mọi cái hoạt động phụ thuộc vào người lớn, cho nên là giáo viên cũng như phụ huynh là những người phải là hiểu biết và làm cho trẻ làm theo. Và những ngày đầu thì phụ huynh được cô giáo hướng dẫn và các cháu cũng được cô giáo hướng dẫn thì ngay cái bàn sát khuẩn, rồi đo thân nhiệt, rồi đeo khẩu trang. Về phía phòng giáo dục đầu tiên là đã tập trung chỉ đạo của nhà trường, các địa phương tiến hành ra soát lại tất cả các đối tượng cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh mà đã đi ra khỏi tỉnh Hà Tĩnh ở các địa bàn khác về, và cụ thể thì đã ra soát lại các cái đối tượng từ ngày đi, ngày về trở về các cái địa phương, đồng thời là yêu cầu các nhà trường động viên, khuyến khích và yêu cầu các cái đối tượng từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh đã đi đến cái vùng khác thực hiện tốt cái việc là khai báo y tế, rồi thì thực hiện cái cách ly tại chỗ, cách ly ở nhà theo cái chỉ đạo của y tế. Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 9, học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tự trường. Lễ khai giảng năm học 2020-2021 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9 với hình thức tập trung. Tuy nhiên, năm nay lễ khai giảng sẽ được tổ chức nhanh gọn để đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh.